Tiếp nối thành công Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành, Quảng Ngãi là đơn vị thứ hai tại miền Trung trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 vào sáng nay, ngày 24 tháng 4 tại chùa Pháp Hóa, thành phố Quảng Ngãi. Chứng minh đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự đánh giá cao kết quả suy cử nhân sự tại đại hội, đúng với giáo chỉ của Đức quyền Pháp chủ Hội đồng chứng minh và thông tư của Trung ương Giáo hội về việc trẻ hóa nhân sự lãnh đạo. Quan Lâm Hội trường, Chư Tôn Đức Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tọa, đại biểu chính quyền các cấp thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ quốc kỳ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn do đại dịch COVID-19. Cung thỉnh Ban Chứng minh Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích An Điền, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương. Đoàn Chủ tọa, Hòa thượng Thích Hạnh Lạc, Trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban tổ chức. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Hòa thượng Thích Trí Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự và Chư Tôn Đức Phó Trưởng Ban trị sự. Tham dự đại hội có ông Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Trần Ngọc Nguyên, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Bùi Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể tỉnh Quảng Ngãi, địa phương sở tại và gần 200 đại biểu tham dự. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội điều hành đại hội. Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Hạnh Lạc trân trọng chào mừng Chư Tôn Đức Giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi và toàn thể đại biểu tham dự đại hội. Đại đức Thích Thông Huy, Phó Ban kiêm Chánh thư ký đại lao cho Hòa thượng Trưởng Ban trị sự đọc phát biểu khai mạc. Hòa thượng Trưởng Ban trị sự tin tưởng rằng với tinh thần hòa hợp, thống nhất ý chí tập thể, đại hội kỳ này sẽ suy cử được tân ban trị sự nhiệm kỳ 6 là những người có đủ đạo tâm, đạo hạnh và năng lực để tiếp tục lãnh đạo Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc và đất nước. Tại đại hội, thay mặt ban thư ký, đại đức Thích Hạnh Nhân báo cáo sơ lược công tác Phật sự nhiệm kỳ 5. Thống kê tăng ni tự viện là một trong những công tác trọng tâm của giáo hội giữa nhiệm kỳ trước đến nhiệm kỳ sau. Toàn tỉnh có 282 tự viện, gồm 279 chùa Bát Tông, 3 tỉnh xá, 4 niệm Phật đường và 11 tỉnh thất. Tổng số tăng ni là 376 vị. Nhiệm kỳ qua, các công tác về ban ngành trực thuộc mũi nhọn đã tham mưu cho ban thường trực ban trị sự hoạt động nhịp nhàng đồng bộ, được thể hiện qua các công tác Phật sự nổi bật như quản lý tự viện, thuyên chuyển tăng ni, an cư kiết hạ, đại lễ Phật đản, khóa bồi dưỡng hành chánh, đại hội đại biểu Phật giáo huyện, thị xã, thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Đào tạo 4 khóa trung cấp Phật học với 186 tăng ni tốt nghiệp, mở rộng trụ sở văn phòng hành chánh cùng các ban hoằng pháp, từ thiện xã hội, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, thông tin truyền thông đều có những hoạt động sáng tạo và ổn định trong tình hình mới, đúng với thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và pháp luật nhà nước hiện hành. Hưởng ứng sự vận động của nhà nước và chính quyền địa phương cùng sự phát động của Trung ương Giáo hội, Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội thiết thực, tham gia phòng chống dịch COVID-19, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào khó khăn trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí thực hiện trong 5 năm qua là hơn 114 tỷ đồng. Dịp này, Trung ương Giáo hội đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho 3 tập thể và 6 cá nhân để khích lệ tinh thần cho những tăng ni đã ra sức dấn thân phụng sự vì sự phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, Hòa thượng Thích Hạnh Lạc thay mặt Ban trị sự nhiệm kỳ 5 tuyên bố mãn nhiệm. Hòa thượng Thích Trí Thắng đại diện tiểu ban nhân sự đại hội dự trình danh sách nhân sự Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 6. Tiếp nhận danh sách nhân sự nhiệm kỳ 6, Chủ tọa đoàn cung thỉnh Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự lấy biểu quyết của đại biểu. Toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 6 2022-2027 gồm 41 thành viên. Hòa thượng Thích Thông Hội được suy cử đảm nhiệm Trưởng ban trị sự, Đại đức Thích Thông Huy, Phó Trưởng ban Thường trực ban trị sự, Thượng tọa Thích Như Tiến, Đại đức Thích Hạnh Phước, Thượng tọa Thích Tâm Lạc, Đại đức Thích Thông Pháp, đồng Phó Trưởng ban trị sự, Đại đức Thích Quảng Nghiêm, Chánh thư ký.
Ông Võ Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phát biểu chúc mừng đại hội và thay mặt chính quyền tỉnh biểu dương, trân trọng cảm ơn những đóng góp từ Ban trị sự và Tăng ni Phật tử trong thời gian qua đã góp phần ổn định phát triển quê hương Quảng Ngãi. Theo đó, ông hy vọng tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo, đồng hành cùng chính quyền tỉnh, chăm lo đời sống cho người dân được ấm no, hạnh phúc. Ban đạo từ Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự đã thay mặt Trung ương Giáo hội ghi nhận và tán dương những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được trong nhiệm kỳ năm. Dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Hạnh Lạc, trong nhiệm kỳ qua, toàn thể Ban trị sự đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra. Hòa thượng Chủ tịch đánh giá cao kết quả suy cử nhân sự tại đại hội, đúng với giáo chỉ của Đức quyền Pháp chủ Hội đồng Chứng minh và Thông tư 60 của Trung ương Giáo hội về việc trẻ hóa nhân sự lãnh đạo. Hòa thượng có niềm tin với đội ngũ nhân sự trẻ, có năng lực, trình độ và đạo hạnh sẽ kế thừa và phát huy được thành quả Phật sự của chư vị tiền nhân, tiếp tục dấn thân phụng sự giáo hội, hoằng pháp lợi sanh, tích cực tham gia từ thiện xã hội. Hòa thượng chúc cho tân Ban trị sự sẽ gặt hái được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trong nhiệm kỳ 6, từ đó giữ vững vai trò Phật giáo trong lòng dân tộc, góp phần làm cho giáo hội trang nghiêm, vững mạnh.